Phường xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2017. Đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với đề tài Đảng Vô Thần, Quốc hội Vô Tâm, Viết luật Vô Nghĩa do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Để bắt đầu chương trình, Bế Phương cứ mời quý vị theo dõi phần 1 bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với đề tài Đảng Vô Thần, Quốc hội Vô Tâm, Viết luật Vô Nghĩa do nhà báo Phạm Trần biên soạn, Quý Châu trình bày. Kính thưa quý vị đến với bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, quý châu kính mời quý vị theo dõi đề tài Đảng vô thần, quốc hội vô tâm, viết luật vô nghĩa do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Đảng Cộng sản Việt Nam vô thần chống người hữu thần không là chuyện lạ ở Việt Nam. Nhưng quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Điều 69 Hiến pháp 2013 mà làm luật vô nghĩa để khống chế tôn giáo theo lệnh đảng thì có bù nhìn nào hơn. Cũng cái quốc hội đảng cử dân bầu này đã viết rõ trong Điều 24 Hiến pháp năm 2013. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Thế mà trong luật tín ngưỡng tôn giáo ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, các đại biểu của dân đã dành cho nhà nước nhiều quyền kiểm soát để bóp nghẹt hoạt động của các tôn giáo. Những đại biểu này cũng đã tiếp tay cho nhà nước cướp đi quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo cơ bản của người dân. Càng xấu hổ hơn trong tổng số 491 đại biểu tại chức, sau khi có 5 người bị cách chức, tự ý rút lui hay qua đời, vẫn còn tới 472 người của đảng Cộng sản vô thần và 19 người khác ngoài đảng, nhưng là cảm tình viên được chọn cho nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Những đại biểu gọi là chức sách tôn giáo được đảng cho bầu vào quốc hội để trang trí cho tính đại diện các tầng lớp nhân dân đã không dám chống lại chủ trương kiểm soát các tôn giáo của nhà nước. Họ gồm Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Đặng Minh Châu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1956, đơn vị bầu cử số 10, gồm các huyện Sóc Sơn và Mê Linh, Hà Nội. Linh Mục Nguyễn Văn Riễn, Nguyễn Văn Riễn sinh ngày 20 tháng 12 năm 1955, đơn vị bầu cử số 3, gồm thị xã Bến Cát và các huyện Dầu Tiến, Bầu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên. Ni sư thích nữ tính liên Nguyễn Thị Yến sinh ngày 10 tháng 2 năm 1951 đơn vị bầu cử số 8 gồm quận 12 và quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh Hòa thượng thích chân thiện Nguyễn Hội sinh ngày 1 tháng 12 năm 1942 mức 8 tháng 11 năm 2016 đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, Huế. Thượng tọa Thích Thăng Quyết, Lương Công Quyết, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1962, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đơn vị bầu cử số 2, gồm thành phố Uông Bí và các thị xã Đông Triều, Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trần Văn Huynh, Huệ Tính, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sinh ngày 10 tháng 1 năm 1952. Trưởng ban thường trực Hội Thánh Cao Đài Bạch Y, đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Bốn đại biểu Phật giáo đều thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc doanh được nhà nước bảo trợ. Tu sĩ Trần Văn Huynh thuộc một hệ thái cao đài thân đảng. Linh mục John Baptist Nguyễn Văn Riễn theo bách khoa toàn thư mở, sinh năm 1955 là người công giáo duy nhất trúng cử vào Quốc hội khóa 14 và cũng là ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, tổ chức những người công giáo theo đảng. Ông hiện là linh mục chánh xứ Kim Hạc Trưởng, hạt Phước Thành, giáo phận Phú Cường. Như vậy, sự có mặt của sáu chức sắc tôn giáo này không có nghĩa gì trong Quốc hội khóa 14. Phủ nhận vì vậy, trong kháng thư đề ngày 20 tháng 10 năm 2016, Hội đồng Liên tôn Việt Nam quy tụ nhiều chức sắc của năm tôn giáo lớn, cao đài, công giáo, Phật giáo, Phật giáo hòa hảo và tinh lành, có mục đích tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền tại Việt Nam đã hoàn toàn bác bỏ luật tín ngưỡng tôn giáo. Kháng thư viết, Chế độ cai trị hiện thời tại Việt Nam là chế độ cộng sản với hai tính chất nổi bật, vô thần và toàn trị, vô thần cộng sản là vô thần tranh đấu quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tôn giáo trên xã hội khi hoàn toàn bất lực xóa bỏ sự hiện hữu của tôn giáo trong quốc gia toàn trị là kiểm soát lũng đoạn để công cụ hóa mọi cá nhân và tập thể mọi tổ chức và định chế mọi thế lực và ảnh hưởng mà đặc biệt là thế lực tôn giáo và ảnh hưởng tâm linh để đảng cộng sản muôn năm lãnh đạo và nhà nước cộng sản muôn năm cai trị do đó hội đồng kết luận mọi luật lệ xuất phát từ chế độ độc tài toàn trị cộng sản đều không ngoài mục đích kiểm soát lũng đoạn và công cụ hóa nói trên nên cho dù có đưa ra cho toàn thể nhân dân mọi giai tầng xã hội đóng góp ý kiến cho có vẻ dân chủ rốt cuộc đảng và nhà cầm quyền cộng sản vẫn biên soạn các luật lệ từ cao xuống thấp hoàn toàn theo ý muốn độc đoán của họ và hoàn toàn nhằm mục đích tối hậu của họ củng cố chế độ độc tài đảng trị. Hiến pháp 2013 là ví dụ rõ nhất. Luật tín ngưỡng tôn giáo cũng không nằm ngoài ý đồ thâm độc này. Bằng chứng này được hội đồng vạch ra, mọi văn kiện pháp lý của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ xưa tới nay về tôn giáo, kể từ sắc lệnh tôn giáo năm 1955, nghị quyết 297 năm 1997, pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 tới luật tín ngưỡng tôn giáo sắp ban hành tất cả đều không ngoài mục đích dùng bạo lực hành chánh kết hợp với bạo lực vũ khí để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần, các quyền tự do và tài sản vật chất, đất đai, cơ sở của các giáo hội để sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sách và tín đồ cam đảm, mãi cho tới hôm nay. Nhằm làm cho các thực thể tinh thần vô cùng cần thiết và cực kỳ hữu ích cho xã hội này bị tê liệt hoạt động, bị cản trở sứ mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất. Hậu quả là xã hội Việt Nam ngày càng tràn ngập bạo hành và gian dối, ngày càng suy đổi về văn hóa và đạo đức, kéo theo suy đồi các lĩnh vực khác nữa. Hội đồng Giám mục Việt Nam Đến ngày 1 tháng 6 năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam đại diện cho trên 7 triệu người công giáo đã lên tiếng chỉ trích luật tín ngưỡng, tôn giáo mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo Hội đồng giám mục Việt Nam thì luật mới đã có những bước lùi so với hai bản dự thảo luật số 4 và số 5 mà nhà nước đã gửi ra để tham khảo ý kiến. Hội đồng giám mục Việt Nam viết: Theo dự thảo 5 ngày 17 tháng 8 năm 2016, các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở giáo dục theo hệ thống giáo dục quốc dân điều 53 và được thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội điều 54. Nhưng trong luật tín ngưỡng tôn giáo, vấn đề này được gói gọn trong điều 55 với những từ ngữ tổng quát và mơ hồ. Được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan. Tham gia thế nào? Tham gia mức nào? Tham gia có đồng nghĩa với việc thành lập cơ sở không? Như vậy, nếu so sánh với các bàn dự thảo 4 và dự thảo 5, thì luật tín ngưỡng tôn giáo có những bước lùi. Kiềm chế để kiểm soát Hội đồng giám mục Việt Nam còn vạch ra rằng, ngoài ra, luật tín ngưỡng tôn giáo tiếp tục củng cố cơ chế xin cho. Bộ luật này không dùng từ xin phép và cho phép, thay vào đó là các từ đăng ký, thông báo, đề nghị, Việc thay đổi từ ngữ trên tạo cảm giác có sự cởi mở hơn, nhưng vì các tổ chức tôn giáo vẫn phải thông báo với chính quyền và chính quyền có thể chấp thuận hoặc không chấp thuận, nên rốt cuộc vẫn là cơ chế xin cho. Cơ chế này cho thấy tự do tín ngưỡng tôn giáo không thật sự được coi là quyền của con người, nhưng chỉ là ân huệ cần phải xin và được ban phát. Chính cơ chế đó hợp pháp hóa sự can thiệp của chính quyền vào sinh hoạt nội bộ và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo. Thật vậy, nếu ai có thời giờ đọc hết 68 điều trong chính trương của luật tín ngưỡng, tôn giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ tìm ra vô số những hàng rào cản ẩn hiện trong ngôn ngữ của Bộ Công an và Ban Tuyên giáo với mục đích duy nhất là kiểm soát nghiêm ngặt người theo đạo, các chức sắc lãnh đạo, tài sản của các tôn giáo và những hoạt động thuộc lĩnh vực linh thiêng. Ngoài những quy định trong luật tín ngưỡng tôn giáo như việc gì cũng phải đăng ký, thông báo để được các cấp chính quyền cứu xét, các tổ chức tôn giáo và người theo đạo còn phải tuân theo những quy định của nhiều luật khác của nhà nước. Những nhóm chữ ràng buộc mơ hồ như theo quy định của pháp luật, theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, theo quy định của pháp luật có liên quan, vân vân. Đang nhảy múa loạn lên trong toàn bộ luật Nhà nước còn thọc tay vào tất cả mọi việc của tôn giáo chỉ để kiểm soát chặt chẽ. Tỷ dụ như khoảng 5, điều 66 quy định các cấp lãnh đạo trách nhiệm của tôn giáo phải thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Rồi điều 12 còn viết về đăng ký như sau. Hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ, Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín ngưỡng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của bài Đảng vô thần, quốc hội vô tâm, viết luật vô nghĩa. Quý châu cảm ơn sự theo dõi của quý vị.